Lý Hải rưng rưng khi Lật Mặt 6 nhận tin vui dù chưa phát hành. Tại sự kiện ra mắt phim, đạo diễn Lý Hải cùng ekip Lật Mặt 6 có những tiết lộ thú vị về khoảng thời gian quay hình ở Đồng Tháp. Tối ngày 25 tháng 4, đạo diễn Lý Hải chính thức ra mắt dự án điện ảnh Lật Mặt 6 sau thời gian dài ấp ủ. Ngoài dàn diễn viên chính như Huy Khánh, Trung Dũng, Quốc Cường, Tú Tri, Diệp Bảo Ngọc, sự kiện công bố bộ phim quy tụ đông đảo nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Miu, Á hậu Thủy Tiên, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Thiên Ân. Mọi người bày tỏ sự kỳ vọng mong chờ tác phẩm điện ảnh tâm huyết của đạo diễn Lý Hải. Chia sẻ tại sự kiện, Lý Hải nói mặc dù đây là lần thứ 6 ra mắt phim, song anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Nam đạo diễn tiết lộ tin vui khi phim đã bán hơn 70.000 vé, dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày phát hành. Đó là điều nằm mơ, tôi cũng không thể tin được. Mọi người đã yêu và thương tôi, tình cảm mọi người dành cho tôi từ lúc là ca sĩ đến khi tôi chuyển hướng làm đạo diễn, mong rằng nó là mãi mãi, anh ngạn ngào nói. Trung Dũng kể khi làm phim, anh trải qua nhiều cảm giác vui buồn, mệt mỏi. Tuy nhiên, nam diễn viên cảm nhận được sự gắn kết của cả ekip Lật Mặt 6. Trung Dũng ấn tượng nhất là cảnh phải đi đào xác trong nghĩa trang. Theo tiết lộ của nam diễn viên, đó là lần đầu tiên bản thân có được trải nghiệm độc đáo này. Chúng tôi phải quay 3 đêm, phải gọi đó là những đêm kinh hoàng, anh bày tỏ. Tiếp lời, diễn viên Thanh Thức cho biết anh là người phải nằm trong quan tài để có cảnh quay đó. Mọi người khi xem phim sẽ hiểu được tâm lý của tôi như thế nào. Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao, chỉ khi ở đó mới hiểu được, anh nói. Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng khi diện trang phục được ghép từ 2.000 tờ vé số, hình ảnh gắn liền với bộ phim. Cô hạnh phúc vì được Lý Hải tin tưởng giao cho vai Liên. Nhân vật đóng vai trò then chốt trong những mâu thuẫn về cả tiền bạc lẫn tình cảm của nhóm bạn. Quá trình làm việc chung giúp Diệp Bảo Ngọc nhận ra Lý Hải là người nhẹ nhàng, tình cảm. Anh luôn xem diễn viên như người thân trong gia đình, Diệp Bảo Ngọc nói trong Lật Mặt 6, cô hóa thân thành một cô gái sống trên ghe. Mặc dù say trống, nhưng người đẹp phải thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc bên chồng, đúng như yêu cầu của đạo diễn. Đó là một trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Huy Khánh cho biết, cảnh quay bản thân nhớ nhất là lúc hát trong bệnh viện. Anh tiết lộ vì dàn diễn viên hát dở nên đã khiến đạo diễn nổi quậu. Huy Khánh kể lại, anh Lý Hải nói cuộc đời đi làm ca sĩ chưa thấy ai hát dở như mấy người này. Chúng tôi hát hoài mà sao không vô nhịp được. Diễn viên Tú Tri biết ơn khi Lý Hải mời đóng Lật Mặt 6. Đối với cô, đó là một vai diễn đáng yêu. Người đẹp mong khán giả sẽ ủng hộ dự án tâm huyết của đạo diễn Lý Hải.